Tống Đình Uy được đưa về phòng bệnh, Lâm Du đến thăm nhưng bị chặn ngoài cửa. Trần Tuyền không công kích xỉa sói Lâm Du nữa, nhưng thái độ với cô cũng không khá hơn. Quay về đi, nhìn thấy cô tôi cũng thấy phiền. Bác Tống, Đình Uy không sao chứ ạ? À? Làm gì có chuyện không sao? Trần Tuyền nghĩ đến lời dặn của con trai, kiên quyết kiềm chế cơn giận, phất tay đuổi người. Đi mau đi, còn chưa đủ đáng ghét sao hả? Trần Tuyền nhất quyết mắt không thấy tim không đau, sập cửa chặn đám Lâm Du ở ngoài phòng bệnh. Lâm Du lại đi tìm bác sĩ hỏi bệnh Tống Đình Uy. Nghe bác sĩ nói Tống Đình Uy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm thì cô mới yên lòng ra về. Cố Đông Quân vẫn kiên quyết đưa Lâm Thiển quay về thành để trước rồi mang Lâm Du đi. Bởi vì điện thoại vẫn tắt, Cố Đông Quân lại không cho cô lên mạng hay xem TV, cho nên mấy ngày sau đó Lâm Du quả thật rất yên tĩnh. Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, sàn chứng khoán mở lại, quốc tế Lam Thành liền bị đánh phủ đầu. Nhà họ Tống muốn nhờ vào hôn lễ hoành tráng này để nâng giá cổ phiếu nhưng không được như ý muốn. Giá cổ phiếu không tăng, trái lại còn bị giảm. Cổ phiếu nhà họ Lâm cũng trên đà trượt xuống, nhưng dường như có một thế lực bí ẩn đứng sau chống đỡ cho nhà họ Lâm. Rất nhanh sau đó giá cổ phiếu đã được ổn định. Tại phòng tình báo, tổng bộ đội đặc nhiệm giã lang. Đội trưởng thẩm, Lâm Thị lại có động thái. Tiểu Hà kích động báo cáo. Thế nào? Tài khoản doanh thu của Lâm Thị liên tục tăng thêm 500 triệu. Nguồn gốc đều từ ngân hàng Thụy Sĩ, cách thức giống y hệt lần chuyển 14 tỷ lúc trước. Chỉ có điều lúc trước, tiền được chuyển vào một lúc, còn bây giờ lại chia thành từng đợt. Thẩm tự an quay sang nhìn Cố Thành Kiêu. Lão đại, anh nghĩ thế nào? Cố Thành Kiêu điềm đạm nói. Hoa Thiên Minh rất cẩn trọng. Nhưng như vậy chúng ta có thể thấy được, hắn chỉ còn lại lâm thị này để rửa tiền thôi. Thẩm tự an gật đầu, đồng ý với ý kiến của anh. Tài sản của Hoa Thiên Minh ở ngân hàng Thụy Sĩ là do buôn bán ma túy mà kiếm được, không được xem là hợp pháp, chỉ có thể thông qua tập đoàn lâm thị mà rửa tiền. Thế như tập đoàn lâm thị cũng không phải là chạm trung chuyển tốt, ngốn tiền liên tục, Hoa Thiên Minh kiên quyết bình ổn giá cổ phiếu của Lâm Thị, cho nên khoản đầu tư trước đây không thấm vào đâu. Để tiếp tục duy trì sự ổn định ở Lâm Thị, hắn ta lại phải tiếp tục rót tiền vào nhiều hơn. Càng châm nhiều vốn, cổ phiếu Lâm Thị càng cao giá. Như vậy, lượng tiền hợp pháp lại càng nhiều. Núi vàng núi bạc rồi cũng đến lúc miệng ăn núi lở. Tài sản của Hoa Thiên Minh có nhiều hơn nữa mà cứ đốt mãi như vậy cũng sớm cạn kiệt. Vì vậy hắn quăng mẻ lưới to vào lâm thị thì sớm muộn gì cũng sẽ thu lưới. Để xem lúc nào là lúc hắn ta cất lưới. Sáng sớm Lâm Thiện đi học, vừa bước vào cổng trường cô đã nghe thấy bạn học sau lưng bàn tán về Lâm Du. Trường chúng ta thật xui xẻo, lúc trước là Lâm Thiện giờ đến Lâm Du, có được giải thưởng vì nghĩa quên mình thì có lợi ích gì, còn không phải là bôi nhỏ danh tiếng đại học B sao? Đúng vậy, Năm nay Đại học B đã bị Đại học Quy vượt qua trên bảng xếp hạng. Chính vì có những con sâu làm dầu nổi canh như vậy mới làm Đại học B bị rớt hạng. Thiên Kim tiểu thư cái gì? Tôi khinh, đến cả anh rể mình cũng không tha. Nhà họ Lâm thông báo công khai, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi. Chứng tỏ cô ta là người không từ thủ đoạn, không oan uổng chút nào. Nào là hoa khôi của khoa, nào là học giỏi nhất khoa. Hóa ra cô ta chỉ là kẻ thứ ba. Kết quả ngày hôm nay cũng là bài học cho cô ta. Tôi thấy nhà họ Lâm đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chẳng phải Lâm Bồi cũng từng bao nuôi minh tinh mới nổi sao? Lâm Du làm những chuyện như vậy cũng đã bắt trước cha nuôi thôi. Tôi thấy Lâm Du thật tốt số. Mẹ ruột cô ta cũng thật tinh mắt, chọn đúng thùng rác nhà giàu mà ném con. Lâm Thiển giận đến phát run, nhưng cô đã hứa với cô Thành Kiêu nhất định không được gây chuyện. Gây chuyện chỉ mang đến thêm phiền toái cho Lâm Du, nên cô lại cố gắng nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi dạ dày cũng thấy đau. Lần từ hôm nay, Lâm Tiêu bị điên, Tống Đình Uy bị thương, lần này làm người bị hại, bọn họ lại nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Chỉ có Lâm Du một mình đơn độc, chịu chửi rủa Vì thế nên cố đông quân bảo Lâm Du xin nghỉ học là đúng. Nếu không chưa chắc cô có thể chịu được miệng lưỡi thiên hạ thế này. Trong lớp học, Phạn Phạn vừa nhìn thấy Lâm Thiển đã lập tức kéo cô tới hỏi nhỏ. Cậu Thiển, Lâm Du có chuyện gì vậy? Cả trường nếu đang bàn tán về cậu ấy. Đâu chỉ cả trường, cả mạng nữa ấy chứ. Vậy đúng là thật sao? Lâm Thiển vô cùng kiên định nói. Chị ấy vô tội, chờ thời gian chứng minh. Lâm Thiển nói không sai. Không lâu sau đó trên Internet lại phát một đoạn video. Đây là đoạn ghi hình đầy đủ. Đoạn video quay rõ ràng cảnh Tống Đình Uy bịt miệng Lâm Du, còn kéo cô vào trong ngõ. Còn Lâm Du chỉ là con gái, phản kháng không được, đành phải chọn cách giữ bình tĩnh. Cuối cùng Tống Đình Uy cũng lấy lại được lý trí. Hai người giống như đang thỏa thuận điều gì đó. Cuối cùng anh ta bỏ qua tà niệm, quay người một mình đi vào ngõ. Lúc này gió dư luận lại đổi chiều. Rõ ràng nữ sinh mới là người bị hại cơ đấy. Thử hỏi buổi tối mà nữ sinh gặp phải yêu dâu xanh thì phải làm thế nào đây? Tôi thấy cô nữ sinh này đã xử lý rất khéo, cuối cùng cũng không có chuyện gì phát sinh. Thì ra đây mới là chân tướng sự việc. Sự thật chính là Tống Đình Uy chứng nào tật nấy, đứng núi này trong núi nọ. Có lẽ đây mới chính là tình yêu chân thành. Tống Đình Uy này kinh nghiệm tình trường phong phú nhiều năm như vậy mà vẫn bị hạ gục vì lâm du. Tống Đình Uy muốn có cả chị lẫn em, thật không hiểu được đám nhà giàu này. Nếu chuyện này không bị lộ ra mà vẫn kết hôn thuận lợi, vậy sau này bàn tay thối của Tống Đình Uy vẫn muốn tóm được cô em vợ này thì sao? Lâm Du cũng nhát gan, lẽ ra phải báo cảnh sát mới đúng. Cả cố Đông Quân và Lâm Du đều xem đoạn video đầy đủ này. Cùng lúc đó, cố Đông Quân nhận được đoạn video do cố Thành Kiêu gửi đến cùng lời nhắn đây là đoạn video đầy đủ người quay là dư hoan dư hoan lâm du phẫn nộ vô cùng vậy nguyên nhân không phải là vì tống đình uy sao tự mình chuốc họa còn làm liên lụy đến lâm tiêu cố đông quân bế cô ngồi lên đùi mình hỏi em định làm gì chuyện đến nước này em còn có thể làm gì chuyện gì em cũng không làm nổi vậy thì đừng làm gì cả có anh ở đây không cần sợ. Mấy ngày bị đè nén, đến giờ phút này, video đã được công bố. Sự thật rõ ràng, nỗi tủy thân của Lâm Du cuối cùng cũng vỡ hòa. Cô ôm lấy cột của đông quân, nép vào ngực anh, khóc dấm dứt. Cổ đông quân vỗ vỗ lưng cô. Khóc đi, khóc xong là mọi chuyện qua thôi. Rắc rối trong hôn lễ, Lâm Tiêu bị điên, Tống Đình Vi bị thương, Tuy Lâm Du không bị thương nhưng cô lại mất đi những người thân yêu nhất. Ba mẹ ruột vứt bỏ cô, ba mẹ nuôi cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô bỗng chốc mất hết cả người thân, không khác gì bầu trời sụp đổ, không còn hy vọng. "Cảm ơn anh, thật may có anh ở bên cạnh, nếu không em thật sự không biết phải sống như thế nào." Lâm Du thổ lộ. Cố Đông Quân ôm lấy đầu cô, dùng ngón tay cái lau nước mắt của cô cười nói. Cho dù em là ai, em cũng là người của anh, hiểu chưa? Ừm. Lâm Du vừa khóc vừa gật đầu chủ động hôn anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước không thể thỏa mãn được cố đông quân. Môi cô vừa rời ra anh đã kìm đầu cô lại, hôn cô sâu hơn. Bệnh tình của Lâm Tiêu nặng lên hoàn toàn phát điên. Mỗi ngày nếu không phải ôm gối gọi Tống Đình Bi thì là đấm gối mắng Lâm Du Đừng nói đến xuất viện về nhà, ngay cả ra khỏi cửa phòng bệnh cô ta cũng bước không tới. Có khi phát bệnh cô ta còn bị trói lại trên giường, vô cùng đáng thương. Từ đầu đến cuối, Chu Mạn Ngọc đều ở bệnh viện chăm sóc cô ta. Nhưng thời gian kéo dài, dần dần cả tinh thần lẫn thể xác bà ta cũng không chịu nổi. Thần kinh suy nhược, cả đêm mất ngủ, người cũng nhanh chóng gầy đi trông thấy. Lâm Bồi không tiếc tiền thuê một nhóm hộ lý chuyên nghiệp điều trị đặc biệt cho Lâm Tiêu ngoài cách này bọn họ cũng không còn biện pháp nào tốt hơn sau khi tống đình uy vượt qua được giai đoạn nguy hiểm sức khỏe nhanh chóng hồi phục nghỉ ngơi nửa tháng rồi xuất viện ngoại trừ vết sẹo ngoài ra thì anh ta không có di chứng nào khác lâm du cũng đi học lại bình thường cơn phong ba này dần dần dịu đi theo thời gian dần dần bị lãng quên cho đến khi thi thể của dư hoan được phát hiện trong một kênh nước nhỏ vùng ngoại ô lúc được phát hiện cả người cô ta đã trương phình lên hơn nữa trên người còn trần như nhộng từ các vết thương trên thi thể có thể thấy rất có khả năng cô ta bị xâm hại trước khi chết tình trạng vô cùng thảm hại tin dư hoan chết lại làm công chúng sôi sục cảnh sát lập tức thành tổ chuyên án tiến hành điều tra vụ án mạng này cùng lúc đó cổ phiếu lam thành lại tuột dốc một lần nữa cơ nghiệp trăm năm của nhà họ tống đi đến một hồi mạt vận tại nhà họ tống tống vĩnh niên suy sụp ngồi trên ghế sofa không hề nhúc nhích trần tuyền nhìn chồng không vui trong lòng cũng không chịu nổi sao vậy có phải mình chỉ còn cách bán nhượng lại công ty không ừ làm thành cuối cùng đã hủy trong tay tôi tôi thật có lỗi với tổ tiên ông có nghĩ đến tìm lâm bồi giúp đỡ không chuyện đã như vậy thì làm sao còn trông cậy được vào nhà họ lâm trần tuyền là người đàn bà có chủ kiến Chẳng qua chỉ là sức khỏe yếu ớt, bà ta nói. Ông cũng đừng quên, theo luật thì Đình Uy và Lâm Tiêu vẫn còn là vợ chồng. Lâm Tiêu cũng còn có 10% cổ phần của chúng ta. Tổng Vĩnh Niên vỗ tay vào gáy. Đúng vậy, tôi thật nóng vội hồ đồ. Ngày mai, tôi với Đình Uy vào viện xem bệnh tình Lâm Tiêu thế nào, cũng để thăm dò xem Lâm Tiêu, nhìn thấy Đình Uy thì phản ứng ra sao. Tống Vĩnh Niên nghĩ ngợi trong chốc lát, lại nhớ đến con gái nhà họ Dư bị chết thảm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bà nói có phải Dư Hoan là bị người nhà họ Lâm giết chết không? Nếu vậy, chúng ta cũng đừng nên quá thân cận với gia đình họ. Ông đừng tự dọa mình, cảnh sát cũng đã có kết luận đâu, khó mà đoán được, không chừng đó chính là quả báo của cô ta. Còn tiện nhân đó cũng đáng đời, không có gì phải thương xót nó cả. Tôi cũng muốn băm vằm nó thành trăm mảnh, huống chi là nhà họ Lâm." Tống Vĩnh Niên nhìn lên tầng hai một lát. "Đỉnh Uy liệu có đồng ý không? Nó vượt qua cửa tử trở về, kể cả Lâm Tiêu không điên cũng chưa chắc nó muốn đi." "Tôi có cách, nhưng ông phải đồng ý." "Cách gì?" Nó thật sự thương nhớ con danh Lâm Du kia, chúng ta tác thành cho nó được không? Tống Vĩnh Niên không nghĩ ra, không hiểu được. Ý của bà là gì? Lâm Tiêu bây giờ chính là phế nhân rồi, bỏ tiền vào bệnh viện, cho nó một danh phận hảo. Đình uy muốn ở cùng ai chẳng phải có thể tự chọn sao? Dù sao chúng ta cũng đã có cháu, còn ngại gì nữa? Còn Lâm Du, còn rơi không cha không mẹ, thì cầu danh phận để làm gì? Để nó đến vỗ về đình uy là tốt nhất. Ông phải biết, con trai chúng ta bây giờ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lâm thị rồi còn gì trần tuyền vừa nói xong tống vĩnh niên cũng như bừng tỉnh đúng vậy tại sao tôi lại quên chuyện này nhỉ theo luật lâm tiêu và đình uy vẫn là vợ chồng lâm tiêu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lâm thị nhưng cô ta đã phát điên tống vĩnh niên may mà có bà làm cho tỉnh táo vợ chồng chúng ta đồng lòng nhất định có thể leo lái vượt qua cửa ải khó khăn này. Ừ, ông cứ ngồi đây trước đã, tôi đi thuyết phục con trai. Tống Vĩnh Niên ngồi chờ dưới lầu, Trần Tuyền đi lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tống Đình Uy. Vào đi. Trần Tuyền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tống Đình Uy, bà ta chỉ có thể than thở. Sao con lại hút thuốc? Con còn chưa khỏe hẳn mà. Tống Đình Uy gầy tàn thuốc không nhịn được hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Trần Tuyền cũng không lòng vòng quanh co đi thẳng vào trọng điểm. Mẹ biết con thích Lâm Du, vậy con có muốn lấy cô ta không? Quả nhiên Tống Đình Uy đang uể oải lập tức hưng phấn. Mẹ muốn làm gì? Trần Tuyền ngửi thấy mùi thuốc lá thì rất khó chịu, bà ta đi từ từ đến bên cửa sổ, mở cửa ra thông gió. Bị nhở, Tống Đình Uy không nhịn được, hỏi tới tấp. Mẹ, mẹ nói mau đi, muốn ép chết con sao? Trần Tuyền cười một tiếng êm tay rồi nói luôn. Ngày mai, con đi cùng mẹ đến bệnh viện thăm Lâm Tiêu. Nếu như cô ta vẫn còn nặng tình với con, thì con lấy danh nghĩa chồng cô ta mà thanh toán phí điều trị ở viện. Sau đó, con đến nhà họ Lâm, tỏ rõ sau này sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Lâm Tiêu, không đời nào không có gì là không thể đây là chuyện con phải làm xét về luật pháp con và lâm tiêu vẫn là vợ chồng mẹ mẹ biết rõ người con thích là lâm du con đừng có nóng vội nghe mẹ nói hết đã lâm tiêu là người điên không thể rời bệnh viện được chúng ta chỉ lo liệu tiền thuốc thang mà thôi còn cho cô ta một danh phận chỉ cần chúng ta vượt qua được khủng hoảng lần này mẹ sẽ tác thành cho con và lâm du Tống Đình Uy thấy chuyện này như mò trăng rơi giếng. Mẹ, bạn trai Lâm Du là Cố Đông Quân. Trần Tuyền khựng người trong chốc lát, nhìn lần không ngờ được, thế nhưng mặt bà ta vẫn không lộ chút sợ hãi hờ hững nói. Chỉ cần vung quốc thật chuẩn thì không có góc tường nào không đào được. Đình Uy, con giỏi nhất là tan gái. Chỉ cần nhà họ Tống chúng ta vượt qua phen sóng gió này, con sẽ có cả Giang Sơn lẫn Mỹ Nhân đây là cám dỗ vô cùng lớn, Tống Đình Uy do dự nhưng trong lòng cũng lóe lên tia hy vọng. Đình Uy, Lâm Tiêu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, nhưng cô ta đã bị điên, theo luật con vẫn là chồng của cô ta, như vậy sau này con sẽ là người thừa kế Lâm Thị, cái gì cũng có thể có được, chờ đến lúc đó con muốn đứa con gái nào chẳng được, mẹ và ba con cũng sẽ không cản con. Bây giờ không giống lúc trước, nếu chúng ta không đánh cược lần cuối, e rằng nhà họ tống chỉ còn con đường phá sản. Đình uy, con nên nhìn xa trông rộng một chút, tạm thời chịu đựng Lâm Tiêu, sau này con sẽ có tất cả, phải vậy không? Tống Đình uy không mang đến những chuyện khác, chỉ có Lâm Du mới là động lực của anh ta. Tệ nhất chỉ như bây giờ thôi. Mẹ, con đồng ý phối hợp. Mẹ nói xem con phải làm gì. Con trai ngoan, chúng ta cùng nhau cố gắng nhất định không để cho nhà họ Tống suy sụp. Được. Trần Tuyền vui mừng gật đầu dặn dò. Đừng hút thuốc nữa, muốn đào góc tường nhà cố đông quân, con không lấy lại tinh thần thì không được đâu. Mẹ, trong lòng con biết rõ, con đối với Lâm Du không phải là bồng bột nhất thời, con thật sự rất thích cô ấy. Tống Đình Uy là do Trần Tuyền nuôi nấng, trong quá khứ anh ta giao du bản mạng, Bà ta thay mặt giải quyết hậu quả trăng hoa của anh ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng bà ta chưa từng thấy con trai mình thật lòng cố chấp như vậy với cô gái nào. Biết rồi, mẹ sẽ giúp con thực hiện ước mơ. Nghỉ sớm đi. Được, cảm ơn mẹ. Mùa thu năm nay ở thành phố B ngắn ngủi bất thường. Chỉ sau một cơn mưa là trời đã chuyển lạnh. Cuối tháng 10, nhiệt độ đã giảm xuống còn vài độ. Khoảng thời gian này, Lâm Thiền đặc biệt cố gắng đạt được nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu. Danh sách đề cử thạc sĩ đưa xuống, cô và Lâm Du đều đạt được hạng ngạch lọt vào danh sách đề cử của trường. Nghiên cứu sinh ở Đại học B vẫn là thánh địa mà thí sinh cả nước đều hướng đến. Các cô có thể đạt được tư cách trở thành nghiên cứu sinh quả là không dễ dàng. Thật ra Lâm Thiện rất thông minh, trí nhớ cũng rất tốt. Tuy không thể nói là đọc qua một lần liền nhớ hết, nhưng cô cũng có thể nhớ được 7-8 phần. Đề bài nào cô đã làm qua một lần thì nhất định sẽ không quên. Trước kia, cô không tập trung vào việc học tập, còn bây giờ cô như quái vật. Một khi đã tìm thấy sở thích và có kỹ năng là cô đam mê không rời, vượt qua được một cửa ải thì lại mong muốn vươn đến mức cao hơn. Trước kia Lâm Thiển là lý do chủ nhiệm lớp đau đầu. Thế nhưng bây giờ cô lại học sinh gương mẫu điển hình của trường. Bà nội, cháu về rồi, Lâm Thiền từ trong xe bước xuống ôm một túi cam to. Bà nội, cổng trường có bán cam, vừa rẻ vừa ngon còn ngọt nữa, cháu mua nhiều lắm. Bà nội dằn xuống vẻ mặt đau buồn, cười cười ra đón cô. Ôi, cháu mua nhiều vậy, ăn sao hết? Chú Niên, chị Lý, Tiểu Linh, mọi người cùng ăn đi. Ăn cam tốt, bổ sung vitamin C, trắng da đẹp dáng, thân thể khỏe mạnh tiểu linh cười đón lấy túi cam cảm ơn thiếu phu nhân bà nội cười đến dung cả người khó trách sao bọn họ một mực bênh vực cháu cháu cũng chiều bọn họ quá đó là vì chúng ta đều là người một nhà mà lâm thiển dẫn bà nội ngồi vào ghế salon bà nội mới rồi cháu nhìn ra có phải bà đang lo lắng cho cố thành kiêu không vậy bà thấy hơi nhớ nó thôi vâng cháu cũng nhớ anh ấy nhưng cháu cũng quen rồi không có tin chính là tin tốt nhất lúc nào anh ấy đột nhiên quay về sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta bà nội nhìn dáng vẻ khéo léo của cô vừa cười vừa vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con bé này cháu cho rằng bà nội lo cho sự an nguy của nó sao vâng ạ à, nếu không thì còn có cái gì nữa ạ à? ôi là bà nội đang lo lắng, nó đi công tác suốt như thế này. Thời gian hai cháu ngủ chung cũng không theo quy luật gì cả. Chắc nội của bà chừng nào mới sinh ra đây. Ngất! Bà nội thế nào mà đêm ngày đều muốn gieo giống thế này. Bà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên đến gặp cấp trên của nó. Vợ chồng son còn chưa có con, lại cứ cử người ta đi công tác. Không muốn người ta có con cháu hay sao? Bà nội... Bà nội mà dùng chiêu này, e là cố thành kiêu, không còn mặt mũi mà gặp cấp trên nữa. Vậy cháu nói xem, hai đứa, muốn mặt mũi hay muốn có con? Lâm Thiển cảm thấy bà nội đang bẫy mình, bà cụ than thở. Ôi chào, chuyện sinh con này dựa vào mình cháu thì có ích gì chứ? Ngày ngày bà bồi bổ cho cháu, thành kiêu lại không về nhà, cũng chẳng nên cơm cháu gì được. Lâm Thiền gật đầu như búa bổ. Đúng đúng bà nội, vậy sau này bà đừng hầm nhiều thuốc bổ như vậy được không? Lãng phí quá. Vậy không được, hiếm khi Thành Kiêu mới về nhà, cháu ngày ngày bùi bổ cho phì nhiêu thì mới một phát trúng ngay. Lâm Thiển há hốc miệng không dám nói, chỉ sợ nói sai một câu, bà nội lại nghiêm túc phổ biến kiến thức cho cô. Đúng lúc này thì người bên ngoài hào hứng đi vào thông báo, thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi. Bà nội khẽ nhướng mày. Xem nào xem nào, nuôi tướng ba năm dùng một ngày, đêm nay hai người phải thi triển tài nghệ đi thôi. Khụ khụ, bà nội, cháu ra xem một chút. Không đợi Lâm Thiển đi ra ngoài, cố thành kiêu phong trần mệt mỏi đã tiến vào. Anh mặc chiếc áo choàng màu đen dài quá đầu gối, đội mũ, bên trong là quân trang, nhìn vô cùng oai phong lẫm liệt. Hai người suýt nữa đụng vào nhau, Lâm Thiển vừa thấy anh, trái tim nhỏ bé không kiềm chế được mà đập loạn lên. Nhan sắc phản khoa học của anh có thể treo cô lên đánh đủ 800 roi cũng được. Anh, anh, anh... Cô vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp. Sao anh về mà không báo trước một tiếng? Thế thì còn gì mừng rỡ đồn ngột nữa, có vui không? Vui chứ, cố thành kiêu vuốt nhẹ trước mũi thanh tú yêu kiều của cô nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn mọng mềm thật muốn hôn một cái nhưng anh vẫn nhịn bà nội cháu về rồi bà nội chuẩn bị vô cùng chu đáo vội vàng nói ừ ờ, về là tốt rồi mau đi lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút tiểu thiện cũng đi lên đi một lúc nữa mới xong cơm tối cơ đủ thời gian cho hai đứa làm xong chuyện Lâm Thiển Cố Thành Kiêu dắt tay lên phòng. Cố Thành Kiêu lén ghé sát tay cô nói. Khổ cho em rồi. Vẫn còn được mà, so với anh bà nội mới đúng là sói già. Hai người nhịn cười không được, bà nội ở tầng dưới nhìn hai đứa cười khanh khách cũng vui mừng mỉm cười, ôm mộng nghĩ đến chắt trai. Hiếm khi được rảnh rang, lại đúng là chủ nhật, mọi người hẹn nhau về thành để uống rượu. Bà nội biết được nên đã chuẩn bị từ sáng sớm. Biết bọn trẻ ngày thường làm việc vất vả, không được về nhà, không được gặp người thân, làm việc còn nhiều mạng. Bà vô cùng thương xót, vì vậy bà đã dặn nhà bếp chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon để chiêu đãi bọn họ. Người giờ sáng bọn họ cùng đến mặc đồng phục, đầu cắt húi cua, thân hình đẹp, nhan sắc tuyệt đỉnh. Bà nội nhìn thấy vô cùng thích thú, cười đến rung cả người. Cháu chào bà, cháu là ngụy nam mọi người đều gọi cháu là ngụy tử được được nhìn thằng bé này khổ người cao lớn nhất định rất có năng lực chào bà nội cháu là cao Kỳ khâm tiểu cao cháu đến đây với mọi người chỉ để dành ăn dành uống ạ à. à cháu là đứa nhỏ tuổi nhất đám này phải không cháu trai thật giỏi tuổi trẻ tài cao cháu chào bà cháu là tống cảnh du Bà cứ gọi cháu là Kình Ngư. Ai ui, thằng bé này dáng dấp anh Tuấn ưa nhìn, quá đẹp mắt, cháu đã có đối tượng chưa? Hỏi đến chuyện này, Tống Cảnh Du rất ngượng ngùng, sờ sờ đầu đáp. Không có đâu bà nội. Bà nội càng cao hứng. Không có là tốt rồi, bà đã có kế hoạch sẽ tìm đối tượng phù hợp cho cháu. Ngụy Nam vội vàng hỏi Bà nội, cháu cũng còn độc thân, mấy anh em chúng cháu đều độc thân cả." Bà nội cười nói, "Không cần vội, trong tay bà có nhiều cô gái ưu tú xuất sắc, nhất định sẽ chọn người tốt giới thiệu cho các cháu." Người già nhìn thấy lớp trẻ luôn thầm ngưỡng mộ, trong mắt bà cụ bọn họ đều là miếng thịt tươi nhìn thật ngon mắt. Cao Kỳ Khâm trẻ tuổi nhất gãi gãi đầu đỏ mặt nói, bà nội cháu không cần cháu có bạn gái rồi cậu ta vừa nói xong Nguyễn nam tống cảnh du liền chộp lấy hỏi tới tất chuyện khi nào thế thằng nhóc này làm thế nào mà lừa chúng ta tìm đối tượng rồi đúng vậy cậu hại đời con gái nhà ai rồi thành khẩn khai ra cao kỳ khâm chỉ chỉ lâm thiền là chị dâu giới thiệu mà là bạn học của chị ấy à hóa ra là cô nàng mũm mĩm đó à Mọi người chợt nhớ ra, Lâm Thiển cũng lần đầu nghe đến, ngày nào Phạn Phạn cũng đi học với cô, vậy mà không nói cho cô biết đúng là không có nghĩa khí. "Đội trưởng Cao, hai người hẹn hò lúc nào vậy?" Bị cả đám thúc ép, Cao Kỳ Khâm càng đỏ mặt hơn. "Tối qua." Lâm Thiển quả thật sắp rối lên. "Tối qua, nói qua điện thoại hả?" Ừ vậy hiếm lắm cậu mới được nghỉ một ngày sao không đi gặp cô ấy cô ấy không rủ chẳng phải đàn ông nên chủ động sao lâm thiền quả quyết vậy thì bảo cô ấy đến đây đi cả đám đồng thanh đúng đấy